Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một trẻ bị điện giật tử vong khi trèo lên trạm biến áp gỡ diều. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 6, cháu NNT, sinh năm 2011 ở thôn Xuân Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đã bị điện giật tại trạm biến áp Thạch Kim 2 của điện lực Lộc Hà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu T tự trèo lên trạm biến áp rồi dùng gậy bằng kim loại để gỡ diều bị mắc phía trên. Lúc đang gỡ diều, cháu T bị phóng điện và xảy ra sự việc đáng tiếc. Khi người dân xung quanh phát hiện và tổ chức ứng cứu thì cháu T đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Cháu được đưa đến cơ sở y tế nhưng không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh Long An và An Giang tổ chức buổi trao các quyết định bồi thường thiệt hại cho ông Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi, Việt Kiều Mỹ. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân An Giang quyết định giải quyết bồi thường cho ông Sơn tổng cộng hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó hơn 2 tỷ đồng là chi phí thiệt hại tinh thần, còn lại là thu nhập thực tế bị mất và chi phí khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cũng quyết định bồi thường cho ông này hơn 209 triệu đồng. Sau khi nhận được quyết định bồi thường, ông Lâm Hồng Sơn cho biết bản thân ông đã yêu cầu được bồi thường gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, việc thu thập các chứng cứ gặp nhiều khó khăn nên ông đồng ý với số tiền bồi thường trên. Ông Sơn bị bắt giam 2 lần từ năm 1990 đến năm 1991. Thời điểm đó, ông cùng Ban Chỉ huy Công an tỉnh An Giang ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Trong quá trình kinh doanh, ông bị cáo buộc lừa đảo và bị bắt. Khi vừa được thả tự do, ông Sơn tiếp tục bị bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó là trốn thuế. Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng đều không đủ bằng chứng buộc tội ông. Trước đó, ngày 28 tháng 5, tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh Long An và An Giang đã tổ chức cải chính và xin lỗi công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ và cáo trạng đến Tòa án Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61.08D, phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, các đối tượng đã cùng nhau nhận tiền từ chủ các phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cũng như nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền hối lộ thu được hơn 100 triệu đồng. Các đối tượng đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi ích trước mắt nên vẫn làm. Trước đó, tháng 2 năm 2023, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6108D. Đầu tháng 3 năm 2023, các bị can tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6108D lần lượt bị khởi tố,